tiểu sử Ngọc Thuận trai nhảy và cú lội ngược dòng với nghệ thuật. Diễn viên Ngọc Thuận tên đầy đủ là Bùi Ngọc Thuận, sinh năm 1986 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài lĩnh vực điện ảnh, anh còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Ngọc Thuận là một nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Anh được biết đến khi tham gia bộ phim Trai Nhảy, Gạo Nếp Gạo Tẻ. Với niềm đam mê điện ảnh từ nhỏ, anh đã đăng ký tham gia với nhiều vai diễn thử sức mình để đạt được thành công như ngày hôm nay. Không như bao đứa trẻ khác, mới lên lớp 4, anh đã xa vòng tay ba mẹ. Ngọc Thuận đã bươn chải cuộc sống bon chen đất Sài Thành. Khi hoàn thành chương trình học, Ngọc Thuận thi vào trường cao đẳng sân khấu điện ảnh dù chưa hiểu rõ nghề. Ngọc Thuận chia sẻ chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên thực sự. Khi nhỏ, Ngọc Thuận cùng đám bạn trong xóm diễn tả thành một người nào đó, tạo thành một kịch bản. Sau này khi đi diễn, anh cũng mong muốn mình được trải nghiệm nhiều nhân vật khác nhau. Chính vì thế, khán giả sẽ thấy được ở Ngọc Thuận các vai diễn trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, Muôn Kiểu Làm Dâu hoàn toàn khác biệt. Cuộc sống của nghề diễn viên khá bấp bênh. Đâu phải ai cũng có thu nhập tốt. Nếu không có vai diễn, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng. Khi mới vào nghề, Ngọc Thuận phải rơi vào hoàn cảnh không biết sống thế nào khi không được mời đóng phim. Vào năm 2016, những năm tháng đó, Ngọc Thuận phải sống bằng tiền tiết kiệm. Quá lo lắng cho tương lai, nên anh quyết định dừng lại nghề diễn viên, tìm cho mình cơ hội khác tốt hơn. Sau đó, Ngọc Thuận quyết định vào miền Trung lập nghiệp. Tất cả các tài sản đều bán hết, kể cả xe hơi, để thử sức với nghề kinh doanh. Nhưng không có kinh nghiệm và kiến thức, anh mất trắng. Sau lần vấp ngã, anh tự mình đứng lên bắt đầu lại sự nghiệp bằng con số 0. Quay lại nghề diễn viên khi trong người chỉ có 2 triệu đồng. Cuộc sống phải ở nhờ nhà bạn, mang đồ chợ, anh bắt đầu đóng phim Vợ Thằng Đậu. Sau đó đóng thêm bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ và còn nhiều bộ phim khác. Bắt đầu giai đoạn này, sự nghiệp Ngọc Thuận phát triển, tự mua được nhà, được xe cho bản thân. Khán giả quan tâm đến điện ảnh nước nhà chắc hẳn sẽ biết đến tác phẩm từng gây xôn xao của đạo diễn Lê Hoàng mang tên Trai Nhảy. Thành công bước đầu với vai chính trong phim điện ảnh Trai Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Ngọc Thuận vô tình bó mình với tác phẩm đó và khó tìm được cơ hội tỏa sáng sau khoảng 10 năm làm nghề. Tuy nhiên, anh cũng có thêm vài tác phẩm nổi bật như Tình Yêu Trong Sáng, Tôi Là Ngôi Sao, Lời Thề Danh Dự, Gạo Nếp Gạo Tẻ và gần đây nhất là Má Tôi Là Đại Gia. Thời điểm trước khi được yêu thích trở lại qua vai diễn chú Quang trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, Ngọc Thuận từng bỏ nghề một thời gian vì không thể trụ nổi. Không tìm được vai diễn hợp, một năm chỉ đóng một phim, nên tôi đã muốn dừng nghề diễn để tìm công việc khác có thu nhập ổn định hơn. Nếu sau này vững vàng về kinh tế tôi mới quay lại đóng phim, chứ lúc đó không thể sống nhờ trông chờ vào các xe đóng phim. Thế nhưng may mắn khi được tổ đãi kịp lúc, dù đóng vai phụ nhưng lại được yêu thích nhờ Lạc Lối hay Gạo Nếp Gạo Tẻ, đã là động lực giúp anh trở lại với nghiệp diễn. Thật ra đóng vai nhỏ cũng có cái hay của nó, mình không cần dồn hết tâm trí cho nó nhiều, chỉ cần tập trung đúng tâm lý nhân vật là được. Còn đóng nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là mình cảm thấy tâm đắc với nó. Tôi muốn vai diễn của mình ấn tượng dù ngắn, chứ không cần vai dài mà nhạt. Nam diễn viên chia sẻ về chuyện vẫn thấy ổn dù không còn được đóng những vai chính. Thời điểm bỏ đóng phim, Ngọc Thuận từng bán vật giá trị nhất sau 10 năm tích góp, đó là chiếc xe hơi của mình và tất cả đồ đạc để lấy ít vốn kinh doanh máy móc. Do thử sức ở lĩnh vực mới, lại không có kinh nghiệm, anh tiếp tục gặp khó khăn và cuối cùng là mất tất cả. Dự án phim ảnh đáng chú ý gần đây nhất của Ngọc Thuận mang tên Má Tôi Là Đại Gia, đóng cùng với Nguyệt Ánh. Có thể nói anh đang trong giai đoạn hoàng kim của mình khi bắt đầu vững vàng hơn với nghề và cả kinh tế. Sự nghiệp diễn xuất khởi sắc tạo đà cho Ngọc Thuận thử sức trở lại với lĩnh vực kinh doanh. Anh kinh doanh bất động sản, mở trang trại nuôi vịt và gần đây nhất là mở nhà hàng. Nam diễn viên vui vẻ tiết lộ, không chỉ lo được cho cuộc sống của mình, anh còn mua được đất ở quê, xây nhà cho người thân. Tôi làm được nhiều điều hơn cả 10 năm phấn đấu miệt mài trước đó. Riêng về chuyện tình cảm, anh chàng lại khá dè dặt khi nhắc về việc kết hôn. Với vai diễn đầu tiên thành công của Trai Nhảy, nam diễn viên từng không ít lần dính vào tin đồn yêu đồng giới. Tuy nhiên, trước đây Ngọc Thuận từng phủ nhận khi chia sẻ rằng mình có mối tình đẹp với cô gái hơn 2 tuổi và đã kết thúc. Dù đã có người mới, nhưng anh cho hay hiện tại chưa nghĩ đến đám cưới vì bản thân muốn phấn đấu nhiều hơn cho sự nghiệp. Đối với anh, đám cưới chỉ là thủ tục để mọi người công nhận, còn cuộc sống không có gì thay đổi. Tôi nghĩ nếu mình hạnh phúc thì thủ tục cưới xin không quá quan trọng, có thể tôi không tổ chức đám cưới.
Nhìn lại hành trình của Ngọc Thuận, có thể thấy anh đã đi qua biết bao thăng trầm và có lúc tưởng chừng như kết thúc nghiệp diễn vĩnh viễn. Nhưng cuối cùng vẫn là kiên trì theo đuổi và bắt đầu nhận quả ngọt. Cùng chúc anh ngày càng gặt hái thêm nhiều thành công trên con đường nghệ thuật lẫn kinh doanh của mình nhé.